Có lẽ đồng bào Phật tử mình ngồi đây có lẽ là cũng có những người xuất thân từ vùng đất miền Tây, tức là lục tỉnh đó. Hồi xưa đến thời của chúng tôi, chắc mấy bác, mấy anh, mấy chị, mấy chú ngồi ở dưới đó, dài dế ngang tôi đó, lớn hơn tôi thì chắc có lẽ biết lục tỉnh, còn cái anh em trẻ thì không biết lục tỉnh, thì thôi mình gọi là miền Tây đi. Miền Tây từ ngoài cái xã cảng, cái miền Tây, tức là ngoài thành phố của Sài Gòn đó, đi về tới mũi Cà Mau gọi là miền Tây. Ở đó có những yêu thương, những mong nhớ, bởi vì dân miền Tây thì thật thà chất phác. Qua một cái làn điệu dân ca, một lần nữa nhắc lại cái hình ảnh của miền Tây, của vùng miền đất cuối cùng của nền Việt Nam chúng ta. Mong rằng quý anh chị sẽ thổn thức trái tim khi nghe nhạc phẩm Miền Tây Quê Tôi qua điệu dân ca với giọng hát của Xuân Hương.
Xuân Hương qua bản miền Tây quê tôi đã khởi lớn cho chúng ta những trái tim Việt Nam đem tâm xa xứ nhớ về một miền quê hương thân yêu của chúng ta bên kia bờ đại dương.